Chào mừng các bạn đến với kênh Xe Đẹp Bình Dương. Thì hôm nay Duy sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc Hyundai Kona đời 2019 bản 2.0 AT. Tiêu chuẩn xe sử dụng máy xăng 2.0 và hộp số tự động 6 cấp. Xe này đi mới có 8.000 km thôi. Sơn zin 100%. Bạn nhìn từ phía trước thì có thể thấy là xe này được trang bị hệ thống đèn daylight LED, đèn chiếu sáng gần xenon, trước ra là halogen. Chúng ta cùng đi một vòng để xem kiểm tra nước sơn của xe. Xe này là zin nguyên con luôn nha các bạn. Phía sau xe thì được trang bị camera lùi và cảm biến lùi. Xe này chưa giảm giá là chỗ nào luôn các bạn. Chiếc sơn còn rất là đẹp. Đi có 8.000 km, đi trang xe mới luôn. Chủ có lắp camera cặp lề này, nên phần hông bên đây được quan sát rất là kỹ, không có bị cày. Rồi chúng ta cùng vào xem nội thất của xe nha các bạn. Đây là khoang lái của chiếc Kona 2019 nha các bạn. Ở đây thấy là vô lăng rất là đẹp, vô lăng bọc da, tích hợp điều khiển media và đậm hội đánh pha nè. Có cruise control. Ở đây là khu vực tần số nè. Xe này có hỗ trợ đổ đèo, tùy chọn chế độ lái. Có được cái màn hình rất là to, khởi động nút bấm nữa. Đây là khu vực đồng hồ của xe. Chúng ta có thể nhìn thấy là xe này đi 8.342 km nữa các bạn. Có cân bằng điện tử. Ghế là còn rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy tuy có 8.000 km nên xe này vẫn đi chang như xe mới thôi. Còn đây là hàng ghế sau. Đây, chúng ta cùng xem ốc cho cái cánh cửa này. Xe này nguyên bản zin 100%. Trang bị 6 loa, 6 túi khí. Ta cùng xem cốp sau của xe luôn. Đây là cốp sau của xe Kona. Rất là rộng, chứa hành lý thoải mái. Xe này bên mình cam kết là zin nguyên bản 100% các bạn, sơn zin 100%. Ngoại thất đều còn rất là đẹp. Thì chúng ta cùng xem khoang máy của xe luôn ha. Đây là khoang động cơ của chiếc Kona nha các bạn. Thì chúng ta có thể nhìn rõ máy móc nguyên zin hết. Xe bên mình bán là cam kết là động cơ hộp số là còn nguyên, không đâm đục, không tai nạn, nó bị kích như là không tua đồng hồ nữa các bạn. Yên tâm khi mua xe bên mình. Thì xe này bên mình đang chào bán với giá là 552 triệu đồng. Các bạn quan tâm thì alo cho Duy theo số điện thoại là 0908 779 773 nhé. Duy sẽ hỗ trợ tối đa. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.